Và phép tính trừ thì có những tính chất nào? Cô trò mình cùng tìm hiểu qua phần kiến thức. Thành phần của phép trừ. Cô có phép tính trừ A trừ B bằng C. Thì A trừ B ở đây người ta cũng gọi là hiệu. Kết quả của phép tính trừ người ta cũng gọi là hiệu. Như vậy, người ta có thể gọi tìm hiệu của A và B, tức là A trừ B. Hoặc hãy tìm kết quả của phép tính trừ A trừ B, thì kết quả C đấy cũng được gọi là hiệu. Trong phép tính trừ thì thành phần của phép trừ gồm có số bị trừ là A, số trừ tức là đằng sau dấu trừ là B, và kết quả của phép tính trừ thì người ta gọi là hiệu. Trong trường hợp số nào trừ đi chính nó cũng bằng 0, hoặc là số nào trừ đi 0 thì cũng bằng chính số đó. Các con nhớ để vận dụng bài này khi chúng ta thực hiện cho tốt. A trừ đi B trừ đi C, cái này cô vẫn cần phải nhắc với các con một lần nữa. A trừ B trừ đi C thì sẽ bằng A trừ đi mở ngoặc B cộng với C. Các con nhớ cả tính chất này để khi các con thực hiện phép cộng trong những bài tính nhanh các con nhé. Các con học sinh yêu quý, bây giờ cô cho chúng mình cùng nhau sang phần luyện tập nhé. Bài tập số 1 của chúng ta sẽ có nội dung như sau. Tính rồi thử lại theo mẫu. Cô có mẫu như sau. Cô có một phép tính trừ mà cô đã đặt tính rồi. Trong phép tính trừ này là 5.746 trừ đi 1.962 bằng 3.784.